Phán đi. Hello. Hello cả nhà. Đây thì nay em có chuẩn bị một chén nước mắm nè, cũng như là gỏi tép. Trong đây gồm có da heo nè, đu đủ nè, cũng như là tép. Tép thì khá là nhiều luôn, cũng như là đậu phộng gan. Đó, đậu phộng. Xoài ý dưa leo nè, đu đủ sống nè. Ồ nhìn nó ngon quá. Củ cải đỏ nè. Nè. Wow, cũng như là bánh tráng. Rồi, thôi bây giờ mình ăn đi. Để gói trước kìa. Trời trời luôn. Nước nước miếng luôn á. Thì cũng ngon á. Mình thèm. Do sớm đi chợ quên cho nên là không có mua rau. Rau kèm nữa mới ngon. Bây giờ. Do trời chuyển mưa tới nè cho nên là gấp quá gấp rồi quên lấy rửa luôn. Tép này tép đồng cả nha. Ngon. Do là chỗ này nó hơi khó mình kéo gói đỡ gì đi. Bàn tay của con trai mà gói cũng không có đẹp đâu nè. Nhìn đẹp mắt ha. Ngon quá. Ngon chăng? Thơm. Hả? Thơm ngon. Thơm ngon hả? Tưởng đâu mà nói không là cho nghỉ ăn luôn. Cho mày ngồi ở ngoài mà nhìn mà thèm chơi hay sao? Ăn không hay là không ăn? Ăn không ăn. Chắc không ăn được mấy cuốn? Nhiều không? Ồ da heo ngon quá. Nhiều. Ăn đi rồi anh hai ấy tiếp. Rồi mày cái nhà nha, chấm cái nước mắm nè. Ngon quá cả nhà ơi. Đây nè, mời cả nhà nha. Giờ mát trời. Ngồi đây ngồi mưa, không chạy không kịp đi. Ôi mời cả nhà nha. Ngon quá chơi chơi luôn. Dai dai giòn giòn. Đã quá cả nhà. Chua chua ngọt ngọt nữa. Bánh tráng mình cứ thắng đệ vậy ta. Tháng 9 2023 ngày sản xuất. Ngày sử dụng đâu? Đâu? Không biết. Cái này cuốn cho. Vậy mà chị cuốn cho. Đã cái nhà vua. Rồi bánh tráng nó có cái mùi gì vậy? Hình như bánh tráng nó hơi cũ á. Mới sản xuất rồi. Đây nè, hình như lên móc luôn cái gì á. Không phải đâu. Gì mới sản xuất, ngày sản xuất 2020 gì tháng 9 2023 bộ. Hết. Ủa? Hạn chắc cũng khoảng 1 năm. Cái này vậy chắc bị ẩm ướt cái gì. Đợi. Chưa hết hạn. Wow, mời cả nhà nha. Trời ơi. Ngon quá. Ăn mời cả nhà luôn kìa. Chăng. Ăn là mình phải mời cả nhà đúng không? Mời cả nhà ăn nha. Mời cả nhà đưa lên gì nè. Đưa lên mời cả nhà. Đây là cái máy bên đây nè, chưa cái máy bên đây. Mẹ tiếu đi. Nít mà. Nè lớn rồi, được ăn được ấy đi. Ai ấy giùm nữa. Ui là trời á. Gái gối đẹp hơn trai nha cả nhà ơi. Wow. Nhìn gối nó trắng nè. Mình cũng đâu có gói đẹp. Làm gì đứng lên dữ vậy? Đâu. Ngồi xuống có gấp. Quên mà có nhận nha. Nói chuyện là quên. Mở nhà nha.
Đã quá. Giờ heo ăn món ngán. Mỡ ăn món ngán. Tép ngon hả? Em mà ăn cái này được là đâu qua cây đâu. Muốn coi không? Muốn coi. Heo đó. Thiệt, ăn hai đâu có giờ mỡ không? Đã quá. Ăn hai chắc không? Chắc. Ăn đi rồi biết. Thấy à. Để anh hay gói ra. Mời cả nhà nha. Tép nè, quá trời luôn. Wow. Oh my god. Hơi xấu, không được đẹp lắm. Kệ đi. Ngon thiệt luôn cả nhà, cuốn bánh tráng ngon thiệt luôn á. Không có cái muỗng, không có cắp tép gì được nữa. Quá trời luôn. Đổ. Không có tay vô. Không lẽ bóc luôn hết sức á. Thấy anh chỉ mưa cho nên là biết ghét ra đây ngồi ăn cho nó mát. Sợ mưa không ngồi được. Thời tiết giờ hầm lắm. Mát mát chứ cũng hầm lắm. Rồi mình ăn mình ngắm cảnh đồng ruộng. À sao cái này gói đẹp chứ ta. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn cùng nhau nha. Rất là kìa. Trộn lên à. Cà cay thơm thơm. Lấy xuống rồi, lấy xuống rồi. Nhưng hết luôn. Nhưng tép rồi kìa. Mình không lên phí đồ ăn. Uống từ từ. Tép không mà mình dồn qua đây cả nhà. Hết chưa? Chăng hết chưa? Ừ. Hết chưa? Còn trong mỏng. Còn trong mỏng. Ăn mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà ăn nha. Rồi chắc không đủ bánh tráng à. Này cả nhà. Khó gấp tép quá. Con trang số đơm số đào số đớn thì xấu thì gan mặt con vậy, thì gan mặt nhăn vậy. Nhưng mà cái nhà nha. Ngon bả cháy ruột két luôn. Rồi còn hai tấm đúng không? Ừ. Cái này mình ăn xong cũng ngon. Còn 4 cái. Cái ngon. Còn 4 cái chắc em ăn chứ không hết á. À. Còn ở trong bọc nữa nè. Ừ. Còn trong bọc hả? Ừ. Đâu hết cái gì mà. Dạ. Ừ. Cho em no luôn á. Ăn nhiều cho mau lớn. Mà nè anh hai gói nè.
Cái này nó bị rách nên mình phải cuốn hai cái vô, không là nó bị rớt cả nhà. Ê, ê, gỗ anh. Ê, mình thích ăn mỡ. Gấp đi, nhiều nhiều đi, hết muốn hết bánh tráng nè. Gấp không có được nè. No chưa? No no không? Ăn được không? Được không? Hả? Con bự dữ vậy đó hả? Không, em Út. Nhỏ Út. Nhỏ Út. À, ngon quá. Còn mấy miếng à? Hai miếng à? Còn cay hết nổi rồi đó. Cay đâu? Cay ngon gì đâu. Tập ăn cho nó quen. À, học đủ. Nè, còn cái nè, cuốn đi. Mở cái nhà nha. Cũng có chăng. Mắm đổ một lụm nè. Sớm đổ. Ừ. Nước lên hả? Ông muốn lên lên, muốn xuống xuống không biết đường. Thôi bay cái nhà đi. Bay cái nhà nha. Bay cái nhà.